Mà ăn cá tra này nhỏ nhỏ ăn ngon, chứ lớn ăn mau ngát quá. Cái da nó dày quá. Mình thấy đồng trống là mình đem vô mình đặt vậy thôi, chứ đâu có xin phép ai đâu. Xin phép ai? Mà xin phép ai? Đồng này lấy đặt à? Mà cái này xin nó cũng đâu cho đâu à. Lính láp về cái từng xin cá ăn không? Chắc tụi ở cái ấp đó chứ gì? Ở xã mà xuống tới dưới này xin. nghe tiếng cái rào là tiếng rầu. Cái rào nữa. Được 50 kg không? Yeah.
nãy côn vậy, có điện không không? Nhất rồi.
cặp đuối này thấy êm. Cái này mới để hôm qua đó hả?